Rất vui khi được gặp lại anh chị và các bạn đã đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo hàng ngày tại Việt Nam. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chương trình của chúng tôi. Sau đây là bản tin chi tiết. Giá heo hơi hôm nay ngày 29 tháng 3 năm 2022, bất ngờ hai miền Trung, Nam đồng loạt tăng. Ghi nhận giá heo hơi ngày 29 tháng 3 tại miền Bắc đi ngang, trong khi hai miền Trung, Nam đồng loạt tăng so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 52.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Bắc. Cụ thể, tại tỉnh Hưng Yên giá heo hơi đang ở mức cao nhất cả nước 57.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc giá heo hơi được thu mua với mức 55.000 đến 56.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định giá heo hơi ở mức 52.000 đến 54.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang giao động trong khoảng từ 52.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng giá heo hơi báo tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg lên mức 54.000 đồng trên kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình thuận giá heo hơi ở mức 54.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Bình Định giá heo hơi được thu mua với mức 53.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Quảng Bình, Quảng trị giá heo hơi ở mức 52.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang giao động trong khoảng từ 52.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Nam, cụ thể tại tỉnh Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa. Vũng Tàu giá heo hơi đồng loạt tăng lên 54.000 đồng trên kg. Tương tự, tại tỉnh Hậu Giang, Bến Tre, Sóc Trăng giá heo hơi cũng tăng 2.000 đồng trên kg lên mức 55.000 đồng trên kg. Các địa phương như Long An, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu giá heo hơi đi ngang, hiện được thu mua với mức 53.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng từ 53.000 đến 55.000 đồng trên kg. Chăn nuôi an toàn sinh học giải bài toán giá vật tư chăn nuôi tăng cao. Từ 26 đến 28 tháng 3 tại Ninh Bình, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với FAO tổ chức lớp tập huấn thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi heo sinh sản. Lớp tập huấn được tổ chức tại Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm, Khuyến ngư Ninh Bình với sự tham gia của 21 học viên là cán bộ khuyến nông, cán bộ chuyên môn, cộng tác viên khuyến nông tại các huyện, xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp, trang bị những kiến thức về chăn nuôi an toàn sinh học cho cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông, các cơ sở chăn nuôi heo sinh sản bố mẹ quy mô vừa và nhỏ. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức, thói quen trong chăn nuôi theo hướng chất lượng, an toàn, bền vững, giá trị cao. Bên cạnh đó, lớp tập huấn là dịp để đánh giá bộ tài liệu thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi heo sinh sản quy mô vừa và nhỏ do trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc fao xây dựng hiện nay trên địa bàn cả nước nhu cầu tái đàn và sử dụng sản phẩm động vật tăng cao nên tiềm ẩn nguy cơ vận chuyển kinh doanh động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô ngành nông nghiệp hà nội đang phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường theo trạm trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện Thanh Trì, Hà Nội, Nguyễn Khả Khoa, trên địa bàn huyện Thanh Trì hiện có cơ sở giết mổ ở xã Vạn Phúc, hàng ngày giết mổ 1.800 đến 2.000 con heo thương phẩm 60% trong số đó được nhập từ các tỉnh, thành phố. Để bảo đảm công tác phòng dịch và an toàn thực phẩm, trạm phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển lợn về giết mổ tại cơ sở trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các doanh nghiệp không tăng giá thức ăn chăn nuôi. Từ năm 2015 đến 2020, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước tương đối ổn định, thậm chí có thời điểm giảm dần. Thế nhưng bắt đầu từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt xung đột Nga và Ukraine gần đây đã đẩy giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng mạnh. Tại hội nghị trực tuyến bàn giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi heo và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi diễn ra ngày 18 tháng 3 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị các doanh nghiệp sản xuất không tăng giá thức ăn chăn nuôi. Trước mỗi khó khăn, thách thức thì hệ sinh thái nhà nước, doanh nghiệp, trang trại, hộ nông dân cần gắn bó, chia sẻ với nhau để tạo sức mạnh chung. Rất mong các doanh nghiệp không vội tăng giá để chia sẻ cùng người chăn nuôi. Bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, hiện nay, lĩnh vực chăn nuôi đang đối diện với rất nhiều khó khăn nhất là giá các loại vật tư đầu vào, thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá bán sản phẩm chăn nuôi không tăng. Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn vẫn diễn biến hết sức phức tạp và chưa có vaccine đặc trị, gây thiệt hại rất lớn cho người sản xuất, gián đoạn đà tăng trưởng chăn nuôi của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học được xem là giải pháp tối ưu, tiết kiệm và hiệu quả nhất giúp hạn chế dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi. Bão giá thức ăn chăn nuôi khiến nông dân điêu đứng. Thời gian gần đây, Giá thức ăn chăn nuôi tăng 11 lần với tổng mức tăng hơn 20% và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng. Trong khi đó, giá heo hơi đã giảm khoảng 30 đến 40% so với lúc đỉnh điểm tháng 7 năm 2020. Với giá heo hơi hiện nay, nhiều người chăn nuôi nhỏ lẻ đang lỗ nên đã treo chuồng. Thay thế nguyên liệu trong nước để giảm giá thành sản phẩm. Hiện nay, phần lớn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của nước ta đều nhập khẩu. Trong đó Thức ăn chăn nuôi chiếm tới khoảng 70% chi phí giá thành chăn nuôi. Theo một số công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, hai loại nguyên liệu chiếm thành phần lớn trong thức ăn chăn nuôi là bắp và đậu nành thời gian qua giá liên tục tăng cao do thời tiết không thuận lợi. Hiện nay, giá nguồn liệu này tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng cuộc chiến Nga Ukraine. Ông Phạm Đức Bình, tổng giám đốc công ty cổ phần Thanh Bình cho biết, giá bắp trước đây từ 4.500 đồng trên kg đến 6.000 đồng trên kg, bây giờ là hơn 10.000 đồng trên kg. Hiện nay Giá bắp và đậu nành đang tăng rất cao nên công ty cũng chưa dám nhập nhiều nguyên liệu từ Nam Mỹ về mà chỉ nhập cầm chừng để sản xuất. Giá nguyên liệu sản xuất thời gian qua đã tăng 40%, trong khi giá thức ăn chăn nuôi chỉ mới tăng hơn 20% nên thời gian tới giá có thể tăng thêm khoảng 20% nữa. Hiện nay, công ty cũng đã tìm cách thay thế một số loại nguyên liệu nhập khẩu như bắp bằng một số nguyên liệu khác trong nước để giảm giá thành sản phẩm. Trước đây, sử dụng chủ yếu bắp và đậu nành trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, Giờ thì phần năng lượng bắp mình có thể đổi sang bằng tấm gạo, khoai mì từ đó có thể giảm giá thành. Tính ra khoai mì khoảng 6.300 đồng trên kg, tính toán thì sử dụng khoai mì vẫn có lợi hơn bắp vì bắp 10.000 đồng trên kg, giá cao quá. Chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật. Đại diện chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Lạng Sơn khẳng định, đơn vị luôn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi với phương châm thực hiện phòng bệnh là chính, chữa bệnh kịp thời, chống dịch khẩn trương. Cụ thể là phát hiện nhanh, chính xác, xử lý triệt đề các ổ dịch bệnh động vật, nguồn lây dịch bệnh động vật nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe động vật, nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, tính bền vững trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Theo báo cáo của Tri cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lạng Sơn, trong quý 1 năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra hai dịch bệnh truyền nhiễm là dịch tả lợn châu Phi và bệnh dại. Đến nay, trên địa bàn tỉnh còn một xã trên huyện, Minh Khai, bình ra, chưa qua 21 ngày. Nguyên nhân bệnh vẫn xảy ra giải rác là do virus tồn lưu cữu trong môi trường thời gian dài, đường lây truyền bệnh đa dạng khó kiểm soát. Bên cạnh đó, chăn nuôi lợn chủ yếu là nhỏ lẻ, không áp dụng triển để được các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Giá heo hơi cần phải đạt ít nhất 60.000 đồng trên kg. Tại một hội nghị phát triển chăn nuôi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến vận động các doanh nghiệp lớn không tăng giá thức ăn nhằm duy trì hệ sinh thái chăn nuôi. Đây là truyền thống rất lâu đời của ngành chăn nuôi Việt Nam. Trước mỗi khó khăn thách thức doanh nghiệp, nhà nước, hộ chăn nuôi gắn bó với nhau để tạo sức mạnh chung. Chúng tôi rất mong các doanh nghiệp đã nhập nguyên liệu thời kỳ trước đủ để phục vụ sản xuất trong một thời gian dài không vội tăng giá để vượt qua khó khăn thách thức hiện nay, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói. Tuy nhiên, việc kìm giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm được xem là bài toán khó đối với doanh nghiệp khi giá nguyên liệu vẫn liên tục lập đỉnh và dự báo sẽ còn tăng trong năm 2022. Ông Nguyễn Xuân Dương, nguyên cục trưởng cục chăn nuôi cho rằng cách tốt nhất để đảm bảo lợi nhuận cho cả người chăn nuôi và doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lúc này đó là tăng giá thịt. Chúng ta phải chấp nhận giá thịt tăng lên thì doanh nghiệp và người chăn nuôi không chịu lỗ. Giá thịt nhiều nước trên thế giới đã tăng rồi, Việt Nam chắc chắn phải tăng. Việc tìm mọi cách giảm giá thức ăn nuôi là đúng nhưng không đầy đủ. Doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi không có khả năng chịu thiệt hại mãi, ông Dương nói. Việt Nam sẽ có vaccine phòng tả lợn châu Phi trong năm 2022 tháng 11 năm 2019, từ chủng giống virus dịch tả lợn châu Phi được các nhà khoa học Mỹ chuyển giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hỗ trợ thúc đẩy ba doanh nghiệp trong nước phối hợp nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh. Kiểm tra đánh giá hiệu lực của vaccine của công ty Avac thuộc tập đoàn RTD, đơn vị nghiên cứu độc quyền tế bào dòng Dmac cho thấy vaccine phù hợp, tương thích tốt với chủng giống virus tiếp nhận. Các lô vaccine đã cho kết quả kiểm nghiệm tốt về các tiêu chí an toàn, vô trùng, hiệu lực. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của ba đơn vị AVAC RTD, Navico và Dabaco, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, thời điểm công bố việc Việt Nam sản xuất thành công vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi không còn xa. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 29 tháng 3 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.